Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 22 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Các tỉnh miền Bắc nước ta chịu sự chi phối của khối không khí lạnh tăng cường không mạnh nên mưa tại đây thì không nhiều, chủ yếu là những cơn mưa rào nhẹ ở diện vài nơi. Ngoại trừ khu vực Lào Cai có mưa vừa với lượng mưa ghi nhận được là 26,4 mm. Ban ngày thì toàn miền ít mây và có nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Còn ở miền Trung, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Nam, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên thời tiết nhiều mây và có mưa vừa mưa lớn. Có nơi mưa rất lớn như tại Đà Nẵng 123 mm, Tuyên Hóa của Quảng Bình 156,5 mm, Đồng Hới Quảng Bình 195,1 mm. Tại Huế thì lượng mưa ghi nhận lên đến 307,9 mm, đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh nên thời tiết cũng có mưa về thời điểm chiều tối. Trong đó thì Lâm Đồng là khu vực tập trung mưa nhiều. Tại Bảo Lộc lượng mưa là 53,6 mm, Cát Tiên 136,3 mm, Liên Khương 43,7 mm, Đà Lạt 45,7 mm. Vào ban ngày thì trời nắng nhẹ với nền nhiệt cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng nhiệt 31 độ. Khu vực Nam Bộ chịu sự chi phối của vùng nhiễu động trên cao nên vào thời điểm trưa chiều và đêm thì mưa xảy ra trên toàn khu vực với lượng mưa phổ biến từ 25 đến 60 mm. Cá biệt tại 5 căn của Cà Mau thì mưa rất to, đạt mức 106,4 mm. Buổi sáng thì trời giảm mây và có nắng gián đoạn. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi rìa Tây Nam của khối không khí lạnh suy yếu dần và có xu hướng di chuyển ra phía Đông, nên trong 24 giờ tới, tại thành phố Điện Biên, Hòa Bình hay là Lào Cai thì có mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi. Ban ngày thì trời nắng nhưng mà không quá nóng, với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng nhiệt là 33 độ. Nhìn chung thì thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động dã ngoại của du khách. Tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở tại Lạng Sơn, Hà Giang và thủ đô Hà Nội thì khá là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch với trạng thái khô ráo và có nắng. Vào buổi sáng thì một số nơi sẽ có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa của các phương tiện lưu thông. Riêng khu vực ven biển, trong đó bao gồm thành phố Nam Định thì khả năng sẽ có mưa dông tăng hơn trong ngày mai. Trong cơn dông thì cần đề phòng với các hiện tượng nguy hiểm như là gió giật mạnh và lốc xoáy kèm theo. Lui xuống khu vực Trung Bộ phía Bắc của đèo Hải Vân, thời tiết vẫn còn xấu, có mưa trên diện rộng. Có nơi có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngoài ra thì mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi cũng như là ngập úng tại vùng trũng ven sông là rất cao, nên không thuận lợi cho các động tham quan khám phá của quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, các điểm du lịch thuộc khu vực có mưa rào và dông. Riêng tại Hà Tĩnh và Đông Hà thì có lúc có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong ngày thì trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 24 đến 25 độ và cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Khu vực Trung Bộ phía Nam và đèo Hải Vân, trong 24 giờ tới tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa của Phú Yên và tại Phan Rang của Ninh Thuận, trời nhiều mây và có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tập trung vào thời điểm đêm và lúc trưa chiều. Ban ngày thì có lúc giảm mây, trời nắng với nhiệt độ cao nhất các nơi chỉ ở vào khoảng từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai tại các điểm du lịch thuộc khu vực này, trời nhiều mây, có mưa diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng với các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra. Ban ngày thì có lúc giảm mây và trời hứng nắng. Tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng từ 22 đến 31 độ. Riêng tại Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ dao động xung quanh ngưỡng nhiệt 16 đến 23 độ. Khu vực Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với vùng nhiễu động trên cao có xu hướng dịch chuyển về phía Tây và suy yếu dần, nên tại các điểm du lịch nơi đây thì trời còn nhiều mây và có mưa về trưa chiều và đêm. Khả năng tại Cà Mau và Long Xuyên thì sẽ có mưa to đến rất to, trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long thì có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy. Ban ngày thì trời giảm mây và có nắng với mức nhiệt cao nhất sẽ không vượt quá 33 độ. Cuối cùng là các điểm du lịch biển đảo. Thời tiết tại đảo Cô Tô, Cù Lao Chàm, Côn Đảo và Thổ Chu trong 24 giờ tới thì tiếp tục nhiều mây, có mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến các chuyến tàu ra thăm đảo. Nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 25 cho đến 26 độ và cao nhất dao động từ 29 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.